Trung Quốc cảnh báo nghiền nát phe ly khai Đài Loan, quân đội Trung Quốc tuyên bố đủ khả năng nghiền nát bất cứ nỗ lực nào đòi ly khai đảo Đài Loan với đại lục. PLA Daily. Nhật báo của quân đội Trung Quốc. PLA đăng bài xã luận khẳng định lực lượng này tự tin và đủ khả năng ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài và các hành động ly khai đòi Đài Loan độc lập. Nếu các phần tử ly khai đòi Đài Loan độc lập dám chia cắt hòn đảo khỏi Trung Quốc dưới bất cứ tên gọi và phương tiện nào, PLA sẽ quyết nghiền nát chúng bằng mọi giá. Bài viết trên PLA Daily có đoạn cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đang ở mức xấu nhất trong 4 thập kỷ. Khi quân đội Trung Quốc điều gần 150 máy bay áp sát hòn đảo ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, lần áp sát với số lượng máy bay đông kỷ lục diễn ra ngày mùng 4 tháng 10 với 56 chiếc. Quân đội Trung Quốc hôm 11 tháng 10 cũng công bố video diễn tập đổ bộ và tiến công bờ biển ở phía nam tỉnh Phúc Kiến, cạnh eo biển Đài Loan. Trong cuộc diễn tập có sự tham gia của các đơn vị xung kích công binh và xuồng đổ bộ. Các binh sĩ mở nhiều đợt đánh chiếm bãi biển và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở giai đoạn khác nhau. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9 tháng 10 tuyên bố sẽ hiện thực hóa mục tiêu thống nhất Đài Loan, song không đề cập đến việc dùng vũ lực. Đây là ý nguyện chung của toàn bộ người dân Trung Quốc, quá trình thống nhất hoàn toàn của đất nước có thể và sẽ trở thành hiện thực, ông Tập nói lãnh đạo đài loan thái anh văn trước đó khẳng định hòn đảo không muốn đối đầu quân sự và hy vọng chung sống hòa bình ổn định và cùng có lợi với trung quốc đại lục tuy nhiên bà thái khẳng định hòn đảo sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quyền tự do và lối sống dân chủ